Chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận. Thì hôm nay Vi đang ở thành phố Katy, ở trong cái khu là Santerra. Và Vi muốn giới thiệu một cái căn nhà Move In Ready của hãng Weston. Và hôm nay là Vi mở cửa sẵn luôn để không có ai hù Vi ở từ phía sau hết. Thì tại cái video lần trước là Vi đang đứng trước cửa nhà và có người mở cửa thì làm Vi mất hồn. Thì bây giờ Vi mở sẵn ở trước luôn. Rồi cái căn nhà này á có diện tích là gần 3.300 square feet, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi của hãng Weston Home. Và cái mẫu nhà này cũng là một trong những mẫu popular của hãng Weston. Và cái giá hiện tại á là 575.000 và nhận offer. Thì nếu anh chị em nào mà thích cái căn nhà này á, hãy liên lạc cho Vi ngay. Rồi mình sẽ offer cái căn nhà này. Tại hôm bữa trước Vi có giúp một người khách mua cái mẫu nhà này ở bên khu Mavida. Và cái giá cũng rất là tốt. Cái giá mà họ đang đưa ra của cái căn này thì Vi sẽ giúp anh chị em submit offer để mình mua được cái giá tốt nhất. Thì lúc nào Vi cũng kiếm tìm những căn nhà good deal, move in ready chia sẻ tới tất cả các anh chị em. Thì anh chị hãy cho em một cái like, chia sẻ cái video của em. Và bây giờ mình hãy đi khám phá cái căn nhà này nha. Một cái đặc biệt của cái căn nhà Vi muốn giới thiệu tới anh chị em ngày hôm nay á, là phía trước mình không có hàng xóm nha. Đó, cái này là bên hông nhà người ta nè. Đó, rồi cái căn này nằm rất là vuông vóc luôn, không có phải ngay cái khu đợt sát hay là ngã ba hay là cái khu nào lát. Đó, phía bên trái á, cũng không có hàng xóm luôn, cũng là phía sau nhà. Rồi đây là cái căn nhà Vi muốn giới thiệu tới tất cả các anh chị em đây. Đó, phía bên phải á, thì họ chưa có xây, nhưng mà sau này sẽ xây nhà thì mình chỉ có hàng xóm một bên của mình thôi. Đây là cái mặt trước của cái căn nhà nè, rất là sang ha. Cái màu sắc cũng rất là sáng và cái số nhà đặc biệt, cái số nhà là số 800. Đó, rất là dễ thương. Rồi bây giờ mình hãy đi vào bên trong mình xem nha. Đó, ở trước thì họ cẩn đá hết lên trên luôn, rồi gạch phía sau mà cái màu gạch cũng rất là sang nữa. Rồi. Bây giờ mình đi khám phá bên trong. Căn này là move in ready luôn. Thì anh chị hãy gọi cho em ngay để mình submit cái offer. Đây là cái cửa trước đây. Đó, rất là cao ráo, 8 feet. Rồi đây là cánh cửa nè, cái kiểu cửa là bằng kính. Rồi cái sàn nhà là màu này. Đó, màu này rất là khác lạ luôn. Và cái lằn lằn này là không phải nứt đâu, cái kiểu nó giống như là marble đó. Đó, bước vào đây là mình nhìn thấy được cái không gian căn nhà như thế này. Rồi phía bên trái á là có một cái office ở đây. Đó, cũng có double door đóng lại luôn. Cái office này thì nhìn ra phía trước. Đó, cái phòng này là mà cái phòng mà study, phòng office hay là phòng thờ cúng thì rất là tuyệt vời, có rất nhìn là nhiều ánh sáng tự nhiên ha. Rồi kế bên phải á, của Vi á, là cái này là cái gara nè. Đó, họ dùng cái máy nước nóng loại nhỏ nha. Rồi căn này là Vi thấy không có hệ thống tưới cỏ và không có gara opener. Đó. Rồi, kế tiếp nữa đó. Bên này á, là cái phòng ăn. Cái phòng ăn thì họ cũng treo cái đèn sẵn rồi. Rồi bên này là phòng khách. Thì trước khi đi qua bên đó đó, ngay cái chỗ gara á, đi thẳng qua thì có một cái half bath ở đây. Chỗ này là cái half bath nha. Đó, cho khách nè, rồi cho ai đó đến có thể dùng cái này. Họ dùng cái granite màu đây. Đó. Rồi bên đây là cái phòng giặt. Phòng giặt này thì có sẵn luôn cái đường ga. Nếu mà mình muốn dùng máy sấy bằng ga thì phòng giặt lúc nào cũng sẽ đi thẳng qua phòng master closet. Thì tí nữa mình sẽ từ hướng đó đi ra sau. Đó, mình quay lại qua phía bên này là cái bàn ăn nè. Rồi cái ngõ này là đi xuống nhà bếp.
đây. Đó. Cái tủ đây là cái pantry. Ngay đây. Walk-in pantry rất là rộng rãi ha. Rồi đây là cái nhà bếp nè. Hiện tại là họ chưa gắn cái hút với lại oven với microwave với lại cái lò là họ chưa gắn, nhưng mà họ sẽ gắn cho mình. Rồi bên đây á, là mình sẽ để cái tủ lạnh ngay đây nè. Cái màu tủ này là màu xám xám rất là hiện đại. Rồi cái backsplash là màu này rất là hợp với lại cái tông của cái sàn nhà. Đó, cái máy rửa chén họ cũng chưa gắn luôn. Đấy. Rồi bên này á, là cái bàn ăn. Rồi bên này là phòng khách. Đó, một sân. Đây là mình đứng đây mình có thể nhìn ra được cái phòng khách nè. Rồi sẵn tiện ngay đây á, thì Vi chia sẻ luôn cái sân sau nha. Cái chỗ này mình để cái bàn ăn. Rồi đây là cửa đi ra phía sau. Đó, cái patio không có rộng nhưng mà cũng vừa. Và cái sân này rất là rộng luôn. Sân này là sân nở hậu nè. Đó, quá trời rộng luôn. Hiện tại là không có cỏ và không có hệ thống tưới cỏ, thì Vi không có biết là họ sẽ gắn cho mình không. Nhưng mà nếu mà mình mua đó, mình có thể trả giá với họ, kêu họ gắn luôn cho mình. Thì nếu mà anh chị em nào mà thích căn này á, cứ gọi cho em. Em sẽ giúp anh chị mua giá tốt nhất. Tại vì giúp anh chị mua nhà cũng như là em giúp cho em mua nhà vậy đó. Nếu mà anh chị em nào mà đã làm việc với em rồi á, thì sẽ biết là em mua nhà cho khách giống như là em mua cho em vậy đó. Lúc này em cũng muốn cho anh chị mua được cái giá tốt nhất và được cái lợi nhất. Đó. Rồi bên này là bên hông căn nhà nè. Đó, như Vi chia sẻ căn nhà này là nở hậu đó. Đó, bên hông của mình là phía sau nhà người ta. Rất là riêng biệt luôn. Cái miếng đất này rất là rộng. Và cái vách tường ở phía sau á, là bằng gạch là của HSOA, nó cover luôn cho mình. Đó. Rồi bây giờ mình đi khám phá cái phòng master nha. Đây. Bước vào cái nhà bếp. Rồi bên đây là cái phòng khách. Thì cái mẫu nhà này á, là cái cầu thang ngay cái chỗ phòng khách đây. Rồi có nhiều mẫu á, thì cái cầu thang ở trước. Nói chung họ có rất là nhiều kiểu luôn. Anh chị em thích kiểu nào cũng có. Và cái fireplace. Rồi cái phòng khách ngay đây. Rồi bây giờ mình đi ra khám phá cái phòng master. Đó, trước khi đi vào phòng master đó, là ở đây họ có một cái closet nè. Mình có thể bỏ đồ hay là đồ clean up, dọn dẹp gì đó. Rồi ngay đây á, là có cái khuôn. Mình có thể bỏ bình hoa, bức tranh. Đây là cái phòng master đây. Đó. Nhà Westin á, thì họ làm phòng master hay là phòng game room gì, cái tray ceiling nó rất là đẹp ha. Đó. Cái này vẫn được cái bay window luôn. Nhìn rộng rãi lắm luôn á. Đó, phòng master. Rồi bên đây á, là cái master bed nè. Cái hai cái sink ở đây. Đó. Rồi ở trên cũng có cái tray ceiling luôn. Rồi cái tub nằm riêng như vậy. Rồi kế bên đây á, là chỗ này á, là cái chỗ đựng khăn nè. Rồi đây cái là cái tấm đứng đây. Đó. Cái căn này Vi thấy cái màu rất là hay. Màu sáng và màu tối luôn á, chứ không có màu nào mà neutral ở giữa hết. Đó. Rồi ở đây á, là cái toilet nè. Ngay đây. Rồi kế tiếp á, bên này á, là cái walk-in closet. Rộng ha. Rồi bây giờ mình đi khám phá trên lầu nha. Thì cái mẫu này hôm bữa Vi cũng có giới thiệu một lần rồi, nhưng mà hôm bữa là căn nhà xây chưa xong. Của cái mẫu này, mẫu này có tên gọi là Preston. Đó. Và cái căn này là move-in ready luôn.
sẵn sàng để mình trả giá. Thì anh chị em nào mà thích nhà Weston ở khu Katy thì cái căn nhà này là một trong những sự lựa chọn đây. Đó, cái tray ceiling ở trên. Rồi nhìn xuống là cái phòng khách nè. Rồi bên này á là cái game room. Đó, cũng làm cái tray ở trên như vậy. Game room, rồi các phòng coi phim nữa. Cái căn này phòng coi phim là họ để đèn nhìn rất là lạ ha. Thì mỗi căn họ xây mỗi kiểu, nhưng mà cái căn này là như vậy. Đó, phòng coi phim nè. Rồi mình đứng ở đây á, mình nhìn thấy sân sau nhà của hàng xóm. Đó, khi nào buồn buồn không có gì làm á, mình đứng đây mình nhìn, mình nhìn phía sau thử người ta đang làm gì cũng được nữa. Đó, mình nhìn thấy được hết nha. Rồi, phía sau nhà mình là có cái con sông nha. Ngay đó. Ok, kế tiếp á, ở đây có một cái phòng. Thì là cái phòng ngủ nè. Phòng ngủ này có cái walk-in closet bên kia. Rồi tiếp tục qua bên này là có cái full bed ở đây. Đó, cái full bed. Đó, như Huy chia sẻ đó, cái màu sắc họ lựa rất là đẹp, giống như nó hài hòa hết luôn, từ trên lầu tới dưới cái màu giống nhau. Rồi bên đây là một cái phòng ngủ nữa nè. Đó là hồi nãy giờ hai phòng ngủ rồi nha. Rồi tiếp tục bên này nữa thì là chỗ này á, mình nhìn xuống ở dưới nè. Đó, rất là cao thoáng ha. Rồi bên đây là một cái phòng ngủ nữa, ba phòng ngủ trên lầu. Và cái phòng này á là có luôn cái full bed ở trong này luôn. Đó, walk-in closet ở đây. Rồi cái full bed ở đây. Xin chào tất cả các anh chị. Thì cái căn nhà mà Vi chia sẻ là thuộc thành phố Katy và trong cái khu là Sonterra. Ở đây tiền thuế là 3.5 và tiền HOA là cỡ 1.200 một năm. Và ở đây có cái bãi biển cát trắng này, rồi có rất là nhiều amenity ở đây. Và trường học là thuộc KDISD. Và cái căn nhà này là move-in ready luôn, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi. Và cái giá hiện tại là 575.000 là chưa trả giá. Và họ sẽ taking offer. Nếu mà anh chị em nào mà muốn mua cái căn này thì hãy cứ liên lạc gọi cho em ngay. Và nếu mà anh chị muốn nhà nhỏ hơn cũng có luôn. Nhà này có diện tích là tới 3.300 square feet. Nhưng mà nếu mà mình muốn nhỏ hơn cỡ 3.000 cũng có. Thì cái giá nó sẽ thấp hơn và cái mẫu nhà nó cũng sẽ khác hơn. Anh chị cứ gọi cho em và em sẽ tư vấn thêm. Rồi hiện tại những căn nhà mà mình muốn chọn để mà mình xây thì họ đang có chương trình là giảm 40.000 ở bên này. Mỗi cái khu thì vực á, mỗi cái khu vực á thì cái promotion nó khác. Nhưng mà cho cái bên Sonterra thì nếu mà mình chọn để mình xây thì họ sẽ giảm cho mình 40.000. Anh chị muốn biết thêm thông tin hoặc là có những câu hỏi nào có thể comment bên dưới hoặc là nhắn tin cho em. Số điện thoại của em là 832-367-1041. Cảm ơn tất cả các anh chị đã xem cái video của em và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video kế tiếp. Bye bye.